Với vị ngọt thanh của mật ong hòa cùng với vị cay nồng và hương thơm của gừng và sả đã làm nên lọ nước uống không những giúp thanh lọc, giúp bồi bổ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mà còn giúp phòng chống các chứng viêm hô hấp và ngăn chặn cảm cúm vô cùng hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây. Quý vị thân mến, như chúng ta được biết, một trong những điều kiện quan trọng nhất để phòng ngừa bệnh tật, bản thân chúng ta cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, một sức đề kháng tốt. Vì nếu khi thể trạng tốt thì khi mắc bệnh sẽ dễ dàng điều trị và khả năng hồi phục sẽ cao hơn. Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong việc phòng ngừa một số bệnh như bệnh cảm cúm hay bệnh sốt, chúng ta cần nên uống đủ nước mỗi ngày, cần bổ sung nhiều rau xanh và các loại trái cây có nhiều vitamin như cam, quýt. Bên cạnh đó thì gừng và sả cũng là một trong những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe mà lại rất là dễ tìm và giá thành lại rất thấp. Vậy bây giờ hãy cùng với Sức Khỏe 60 Giây tìm hiểu về loại nước uống gừng sả mật ong vô cùng bổ dưỡng mà cách chế biến lại rất đơn giản. Gừng là loại gia vị quen thuộc được sử dụng trong các món ăn. Gừng cũng là thức uống tuyệt vời giúp chị em giảm cân, đặc biệt là chữa bệnh mất ngủ vô cùng hiệu quả. Người ta còn dùng gừng để làm vị thuốc trong đông y, có tác dụng làm ấm, chữa những căn bệnh về tiêu hóa như đau bụng, đầy bụng, thổ tả, hay những bệnh do lạnh như cảm lạnh, ho, thấp khớp do lạnh, chân tay lạnh. Gừng còn được xem là liều thuốc giảm đau và kháng viêm tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Gừng có chứa chất chống oxy hóa cao, có tác dụng trong việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Sả. Sả là một loại cây gia vị, cây thuốc quen thuộc, được trồng trên khắp mọi nơi, có tác dụng trị ho, trị cảm sốt do phong hàn, giải cảm, giải độc, bổ khí, thông tiểu, tiêu thực và giảm đau. Sả có tính ấm, vị cay, có tác dụng làm ra mồ hôi nên thích hợp dùng để trị các chứng bệnh do hàn gây ra. Ngoài ra, một loạt tác dụng khác của sả có thể kể đến như sát trùng, chống viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư. Mật ong. Nhắc đến mật ong, chúng ta thường nghĩ ngay đến công dụng dùng để làm đẹp, nhưng cũng không thể phủ nhận được công dụng đối với sức khỏe mà mật ong đã mang lại. Vì trong mật ong có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, giúp bồi bổ cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch. Mật ong còn giúp phòng ngừa ung thư, tim mạch, tăng cường tiêu hóa, giảm dị ứng. Trong mật ong có tính kháng khuẩn rất mạnh, nó còn giúp làm dịu cổ họng, kháng viêm, diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng trong cổ họng. Chính những công dụng tuyệt vời trên mà người ta đã biết kết hợp những nguyên liệu này để cho ra một loại nước uống gừng sả vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng mà lại rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ hãy cùng Sức Khỏe 60 Giây thực hiện loại nước uống này nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 1 lít rưỡi nước, 1 củ gừng loại trung, 5 củ sả, 100ml mật ong rừng. Nếu không có mật ong rừng, bạn cũng có thể thay thế bằng đường phèn. Phần củ gừng thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch rồi sắc lát mỏng. Củ sả bạn đem rửa sạch, cắt rời từng khúc lớn ở phần ngọn, còn phần củ thì đem đập dập. Sau đó cho 1 lít rưỡi nước cùng với gừng và sả vào nồi, bật bếp nấu. Khi nước sôi lên vài lần thì bạn giảm nhiệt độ, để nồi nước liu riu và khuấy đều. Tiếp tục nấu khoảng 15 phút thì tắt bếp. Lúc này thì bạn đã cảm nhận được mùi thơm của gừng và sả. Sau đó bạn cho vào rây và lọc lấy phần nước, có thể giữ lại phần gừng tùy theo sở thích. Tiếp tục cho mật ong trực tiếp vào nồi hoặc cho vào cốc khi uống, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Bạn cũng có thể cho thêm vài lát chanh để tăng thêm hương vị của nước uống. Có thể uống nóng hoặc uống lạnh. Nếu uống nóng thì sau khi nóng bạn có thể uống liền, còn nếu uống lạnh thì bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Nước uống gừng sả có rất nhiều công dụng, rất tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên các bạn cần nên lưu ý, do gừng và sả có tính nóng nên uống vào buổi sáng, không nên uống vào buổi tối để tránh bị đầy bụng và có tác dụng không mong muốn, khiến bạn khó ngủ, không tốt cho sức khỏe. Và đối với một số người mắc các bệnh sao thì không nên uống. Những người bị bệnh do nhiệt, ví dụ như cảm mạo phong nhiệt, trúng nắng, bị mụn nhọt do nóng, hay những người bị bệnh về huyết áp, bị bệnh về sỏi mật, đau dạ dày cũng không nên dùng. Đặc biệt đối với những người bị bệnh gan, viêm gan hay xơ gan cũng không nên dùng. Với tình hình dịch cúm đang hoành hành như hiện nay, các bạn cần nên chú ý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thật tốt. Ngoài việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, các bạn cũng cần nên chú ý hạn chế ra ngoài. Hoặc khi ra ngoài thì các bạn nhớ mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, súc miệng cổ họng thường xuyên sau khi về nhà nhé. Chúc tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy vui lòng bấm nút like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.